Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan bên cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan rồi hàng rời cho mọi người xem lựa mua nhé. Đấy, mọi người xem video thì vui lòng ủng hộ mình một like này, chia sẻ này, comment đã cái gì bên dưới tăng tương tác giúp mình nhé. Đấy, bình luận đã cái gì bên dưới tăng tương tác giúp mình nha mọi người. Rồi, mọi người ai có nhu cầu thích mua hàng gì trong video bên mình thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình nhé. 0854901685 nha mọi người. Đấy, điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo nhé. Đấy, tốt nhất thì mọi người điện thoại trực tiếp là nhanh nhất nha mọi người. Đây, số điện thoại đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vào việc nha. Hôm nay thì có những con máy như thế này đây. Khoan bê tông bốt nè. Máy khoan bốt nè. Rồi máy khoan bê tông nati nè. Thì đầu tiên là có một con máy máy bốt này. Thì mình sẽ test con này trước nhé. Test con này trước đi. Test con nhỏ nhỏ này trước rồi mình test luôn với con bê tông sau nhé. Đây. Bộ này. Một bộ bốt 14V4 nha. Bốt 14V4 nha. Đây, bốt 14V4 nha mọi người. Đó, dùng thị trường Nhật nên là thành ra là toàn chữ Nhật thôi. Bốt 14V4 nha. Đây, nó 14V4 này. Ok. Đấy, cục pin của nó. Đây cũng cục pin nè. Pin 14V4 nha. Đây là cục sạc nè. Cục sạc từ 7V2 đến 14V4 nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test thử con máy nha. Con máy còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Này nhìn này. Coi thì cái chân âm dương của nó sao chứ. Dương phía dưới âm phía trên. Dương dưới âm trên giống này giống nati à. Mình đang thử bằng pin 12V nhé. Mình đang thử bằng cục pin 12V nha mọi người. Ok. Cò nó bị dơ hay sao? Cò nó bị bẩn. Để mình nhắm nhắm mấy cái xem thử. Đó, máy thì chạy rồi đây. Nhưng mà cái chiều xoay ra nó đang bị bẩn, để mình nhấp cò lại. Cái này nó chắc nó bị bẩn cò nha mọi người về vệ sinh cho kỹ cái chỗ đảo chiều này đó, để lau là nó kém tiếp xúc. Về mọi người mở ra vệ sinh nhá, mình cố gắng mình nhấp cho nó bay qua cái phần bẩn bẩn bụi đó đi mà nó chưa qua. Về mọi người vệ sinh thêm nhé. Như thế này là máy chạy thôi mọi người. Đó, chỗ chuỗi là có phần đảo chiều thôi. Ok. Đó, máy thì chạy. Bởi vì cái chỗ đảo chiều này về mọi người vệ sinh kỹ đi nhé. Rồi, ok. Con này là con số 1. Ô, bốt 14V4 ngon ghê. Mà sao mà một chiều nó lại về vệ sinh cái đảo chiều đi nha mọi người. Đó. À, nó có hai cái quả pin nhá. Hai cái quả pin thế này. Hai quả pin như thế này và một cục sạc nhá. Thì pin sạc thì mình chả test làm gì nhá. Về mọi người tự test, tự kiểm tra xem như thế nào nhá. Đó, cần thiết thì đóng mới thôi. Ok. Quả này thì hơi trích. Đó,
Ok. Đây nha. Còn là bộ số số 1. Số 1 14V bóng boost nha mọi người. Máy chạy nhưng mà hiện đang là một chiều, tại vì cái cò chỗ đảo chiều này nó đang bị bẩn, cạc đồ như thế nào đó, nó thành ra về mọi người vệ sinh cái chỗ đảo chiều này nhá. Bộ này là 450.000 nha. Dùng mũi tròn, mũi đuôi lục giác đều được nha mọi người, 5 cấp trượt 1 cấp khoan. Đấy, khoan boost. Rồi, để bộ này qua bên. Đó. Vì là mình không có cục pin 24, giờ toàn con bốt, giờ toàn là máy khoan bê tông 24V nên mình xài đỡ cục 18V. Nên mình test máy chạy cho mọi người thôi nhé. Còn lại về mọi người kiểm tra vệ sinh thêm nhé. Ok. Thì đây. Đây là có một bộ Nationan. Bộ Nationan nha mọi người. Cục sạc của nó đây, 7V2 đến 24V. 7V2 đến 24V nhá. Đây. Con máy là xem đây. AZ6812. Đó. Con này Nati nhá. Nati 24V, Nati 24V. Con này phải búa hơi không ta? Con này mình nhớ có phải búa hơi không nhỉ? Con này hình như là búa hơi á. Hình như là búa hơi á mọi người. Mình không nhớ rõ lắm nha, nên mình không khẳng định lắm. Nhưng mà thì mình bán thì vẫn bán với giá là búa thường thôi. Vẫn bán với giá là búa thường thôi nha mọi người. Đấy, còn có búa hơi hay không thì mình không nhớ lắm nên mình không khẳng định. Mình vẫn bán với giá búa thường. Chứ thực ra thì búa hơi thì nó mắc hơn nhá. Nhưng mà theo như mình nhớ là thấy 70-80% gì là nhớ là con này búa hơi. Con Hammer này là con búa hơi. Đấy. Rồi để mình xem thử như thế này thì chiều âm dương như thế nào. Như thế này gắn vào thì chiều âm phía dưới mà chiều dương phía trên. Đó. Chiều âm phía dưới và chiều dương phía trên. Thử thử nhá. Không biết là cục pin 18V có chạy nổi con Hanati 24 không. Con bốt 24V thì có con chạy có con không, mà con 18V con Nati 24V biết cái chạy nổi không. Rồi. Chịu rồi. Đó. Không chạy nổi nha mọi người, không biết không chạy nổi hay là chưa chạy đây nữa. Rồi. Con này thì về cho mọi người test và kiểm tra thêm nhé. Tạm thời như thế này là mình cứ coi như là mình test chưa chạy nhé. Ok. Còn tại vì mình không có cục pin 24 mà mình chỉ có cục pin 18 thôi. Có cục pin 18 thôi. Mà hay xui lắm, thử 18 thì hay xui lắm. Nhiều lúc nó đề nó vô tải được thì nó chạy, nhưng mà còn nhiều lúc là nó không chạy. Nên là mình cứ không chạy thì thôi, mình bán theo dạng không chạy nha mọi người. Đó, về mọi người ấy pin ắc quy đồ gì 24V vào thì mọi người test lại cho nó chắc nhé. Đây, tạm thời chưa chạy thì mình cứ test theo dạng chưa chạy. Đó, chưa chạy thì một cái máy, một cái quả pin. Pin thì cũng không test nha người, pin thì mình bán mình xem như vỏ pin thôi, cục pin zin của nó còn rụt còn đồ hết nhá. Mình cứ xem như vỏ pin thôi, cục sạc cũng thế. Đó, sạc cũng thế, mình bán là cứ xem như sạc chết. Nhưng mà 99% là nó sống rồi, nên là mọi người cứ yên tâm nè. Đấy, mình không bao nhưng mà có nghĩa là sạc bên mình là khó con nào mà chết đó. Đây là con số 2. Số 2, bộ số 2 đây. Thêm cục sạc này nữa nha mọi người. Đó. Bộ số 2, bộ này là Nati 24V. Chưa chạy bộ này 430.000 nha.
Nationan 24V. Rồi tiếp theo là con bốt này đi. Bốt này, bốt này thì có hai quả pin như thế này. Đó, pin 24V, pin 24V. Con này thì nó bẩn thôi rồi. Đây, cái vỏ pin to tha hồ đóng luôn rồi. Đây, cục sạc này. Cục sạc từ 7V2 đến 24V nhé. 7V2 đến 24V. Đó. Đấy, thì để mình xem thử âm dương thế nào, mình kẹp luôn con này xem sao. Rồi, cũng dương dưới âm trên. Dương dưới âm trên nha. Này, dương dưới, dương chiều này. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi để tôi biết là nó tải được. À, quay cho mọi người xem cái chỗ này nữa. Không biết cắm đúng chưa. Đây, trước tiên này, đây này. Nó có tem của nó luôn này. Made in Germany nha, Đức nha. Sản xuất tại Đức nhưng mà sản xuất tại Đức nhưng mà con này dùng thị trường Nhật nha. Đức nhưng mà xuất sang Nhật nha. Ồ. Nó bị bẩn, nó cạc cái cò rồi mọi người ơi. Nè, cái nút đảo chiều mình đãi rồi nè. Đó, mình đãi mà nó trả lại mọi người thấy không? Đó, nó bị cạc cái đảo chiều rồi. Mà cái đảo chiều này á, cái đảo chiều này là có 3 chế độ nha, trái phải và mình nếu như mình để cân bằng ở giữa là nó sẽ khóa cò nha, khóa cò. Như thế này nó cạc nó khóa mất cái cò rồi ăn không được này. Về người vệ sinh kỹ đi nhá. Về người vệ sinh kỹ đi. Còn bây giờ thì mình test là nó chưa chạy. Đó, chưa chạy. Thì mọi người về mọi người kiểm tra nhá, chưa chạy thì mình bán giá chưa chạy thôi nha mọi người. Ok. Đó, hai quả pin với cục sạc này. Đúng mấy con nó bẩn mà nó test không được đây là. Ok. Con này là con số số 3 24V bốt nha. Số 3. Con này 490.000. 490.000. Đó, hai quả pin nha mọi người. Hai quả pin. Đó, pin sạc thì về mọi người tự test nha. Đó, mình bảo rồi. Bây mình là bán là không có test pin sạc. Đó. Mình chỉ test máy chạy hay không thôi. Còn lại pin sạc thì mọi người về tự test. Còn ai muốn mà sạc sóng đó thì liên hệ với mình. Tại vì sạc sóng thì mình sẽ test sạc sóng, sạc được pin rồi thì mình sẽ báo giá sạc sóng riêng cho mọi người nha. Ok. Ở đây còn con bốt nữa nè. Ô, con này sao nó bị mắc cái nút đảo. Mắc cái nút đảo chỗ này rồi. Phụ tùng chỗ này nó đang về nó cắn nó gì nó mắc cái nút đảo giữa chế độ khoan và chế độ khoan búa nhá. Khoan và khoan có búa nhá, nút đảo nhá. Con này không dùng pin này nhưng mà để mình xem thử. Con này không có vỏ pin nha mọi người, hiện tại thân máy không có vỏ pin. Như thế này thì chắc cũng là rồi chơi luôn. Dương dưới pin bốt thì chắc như nhau thôi. Dương dưới âm trên. Đây này. Cái này cũng ghi đây này, 24V nè. 24V made in Germany nè, Đức nha. Đó, made in Germany nè. Đức nha mọi người, Germany là Đức đó nha. Không lẽ hôm nay đang vậy sao không thử được con nào nữa ta. Buồn thật chứ. Ừ.
nó bẩn quá nè mà. Này đúng mấy con nó bẩn ghê luôn á. Bụi bẩn. Chưa chạy đi. Vất vả với mấy con này quá. Về mọi người mở ra mọi người test nha. Mình bán chưa chạy đi cho nhanh. Đấy con này không có vỏ pin, mắc cái nút này nữa. Rồi. Thanh lý con này cũng thanh lý với giá rẻ luôn cho mấy anh em về mấy anh em có máy mà hư mà lấy nút lấy đồ. Đó. Rồi, con này là số 4. Số 4 thằng này. Số 4, cái thằng này là 250.000. 250.000 nha mọi người, 250.000. Đó. Thằng nó thiếu sóc để đã đảo giữa khoang khoang không búa và khoang có búa. Rồi bây giờ đến lượt con này. Đó. Ba con này thì như nhau. Đó. Con này sáng màu hơn. Có ba cục sạc của nó đây. Có ba cục sạc. Cục sạc này thì không có dai nè. Đó. Cục sạc này cũng không dai nè. Rồi. Ok. Con này cục sạc có thêm có dai với lại có thêm quả pin này nữa. Ok. Mình để ở đây. Ba con mình sẽ test ba con nha. Ok. Test con này đầu tiên đi. Đó, con này, ngoại hình nó. Với lại cục sạc đây, về mọi người nấu dai vào nha. Nấu dai vào test. Bỏ pin của nó đây. Rồi, để mình xem thử. Cũng là dương dưới âm trên à. Đồng loạt luôn. Dương dưới âm trên. Ồ, chạy rồi. Cuối cùng thì cũng đã được một con chạy. Ồ. Đó, ok nhá. Chế độ búa đó nha mọi người, chế độ không búa này. Ok nha. Có tay cầm nha. Đó, một cục pin. Một cục sạc. Đó, pin sạc thì mình không test nha. Về mọi người tự test. Đó, mình bán là xem như là chết cho khỏe. Đây, con này là số 4 và bộ này bộ số 5. Số 5 là có cả cục sạc này nữa nha mọi người, có cả cục sạc này nữa nha. Có cục sạc này nữa nha. Mình điền vào đây số 5 luôn này cho nhớ này. Số 5. Bộ này là 490.000. 490.000. Đó. Tiếp theo. Đó, cũng còn đáy nha mọi người. 24V bốt 24V nha. Nó cũng cục sạc này. Đây là bộ số 6. Đó, quả pin của nó. Mới thứ nhất thôi mà. Đang ở chế độ không búa này, chế độ búa này. Ok. Thấy nhau rồi, máy chạy nha. Ok. Cứ chạy là khỏe rồi. Mình đang test bằng quả pin 18V nha mọi người. Mình đang test bằng quả pin 18V Makita. Nên mọi người thông cảm nha. Hiện tại không có pin 24.
Đó. Bốt 24V. Rồi, bộ này cũng thế, số 6. 490.000. Rồi, số 7 tiếp tục. Bộ số 7 này thì nó có hai quả binh nha. Hai quả binh thì đây. Mọi người xem, đây. Quả binh đây. Đó, rồi bỏ luôn vào đây cho nó gọn. Rồi, tiếp theo quả binh này. Vỏ này tha hồ đóng luôn rồi. Tha hồ đóng. Đó. Bốt 24V nha. Bốt 24V. Khoang bê tông. Khoang tường. Chiều này. Rồi mình chuyển chế độ không búa nha. Đó, còn đầy đủ tay cầm nha mọi người. Rồi, gắn vào đây. Rồi, bộ này bộ số 7. Số 7, bộ này 580.000. 580.000 nha mọi người. 580.000. Ok. Đó. Video hôm nay thì mình nói rồi, mình đang thanh lý và đang dọn kho nha mọi người. Đấy, hàng ngày thì cứ dọn rồi nó ra cái đồ gì thì mình cứ đem ra mình quay dần cho mọi người, nó ít vậy thôi. Nên là mọi người thông cảm nhé. Đấy, mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình 0854901685. Còn mọi người xem video cho biết với xem cho vui thì mọi người ủng hộ mình một like và chia sẻ và comment đã cái gì bên dưới tăng tương tác giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.